Chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kimotun. Ở clip trước thì mình đã đi review và khui hộp cái sản phẩm của cái mẫu bóng LED cao cấp 3 màu ở cái hộp màu xanh ở đây rồi. Ở clip này thì mình sẽ đi review và khui hộp cái sản phẩm cũng là mẫu LED hot nhất của năm 2020, một chip LED thế hệ cực kỳ mới và vừa mới được sản xuất cách đây không lâu thôi. Thì ở đây là mình đang cầm trên tay một cái sản phẩm này rồi. Thì clip trước thì mình cũng đã chia sẻ và khui hộp cái mẫu P3 đó. Thì ở đây là có cái mẫu P3 thì anh em thì thấy là nó khá là giống nhau rồi đúng không ạ? Ở clip này thì mình sẽ đi review và khui hộp cái sản phẩm này. Thì ở mặt trước của chúng ta nó sẽ có một cái phần ô kính, có cái viền xung quanh là màu đỏ đun cực kỳ là đẹp. Và ở bên dưới này nó cũng có cái chữ LED Highlight Auto LED Lighting System đó. Và cái phần hộp này thì ở xung quanh thì nó cũng trắng phau này thôi, nhưng ở đây thì họ có in cho chúng ta một cái chuẩn chân là H4 12-24V, giải màu là 3000, 6000 và 4003 đó. Thì anh em thể để ý là 3000, 6000 và 4003 thì nó sẽ đi theo cái phần ánh sáng như thế này, tuần tự ánh sáng nó sẽ là như thế này. Thì cái bóng này thì bây giờ là mình sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm này luôn ngay cho nó nóng. Và khi khui ra thì nó sẽ cho chúng ta một cái phần giấy hướng dẫn cái cách lắp đặt cực kỳ là dài, có một số các cái dòng thông số kỹ thuật như ở đây. Đó, thì phần thông số kỹ thuật thì chúng ta sẽ không quan tâm nhiều lắm. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào cái nhân vật chính của chúng ta, nó sẽ là cái phần bóng ở đây. Đó thì anh em thì thấy là nó cũng như cái mẫu P3 lần trước đó, thì anh em thấy là ở đây nó sẽ có cái phần bóng dạng lưới thân trụ khá là dài. Ở trên cái phần chip LED ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy là nó sẽ có hai tầng chip LED đó, và cái bóng này nó sẽ là chip LED nửa trên nửa dưới anh em nhé. Rồi thì bây giờ là mình sẽ khui một em ra làm review cho anh em. Thì hai cái sản phẩm này nó sẽ là giống nhau, thì mình sẽ cầm một em ra, một em mình sẽ để đây đó. Thì chúng ta sẽ nhìn một vòng về cái sản phẩm này. Rồi thì anh em thể nhìn từ đằng trước lại thì cái bóng nó sẽ là hình trụ khá là nhỏ gọn. Và cái phần này thì theo như cảm nhận của mình thì nó làm sắc nét đẹp hơn thằng B3. Thằng B3 thì cái phần này mình thấy nó họ làm không được đẹp bằng. Đó. Nó không được bóng bẩy bằng. Tất nhiên rồi, cái thằng này nó cao cấp hơn thằng B3 luôn. Rồi thì ở phần chip LED ở đây thì anh em thể thấy là nó sẽ có hai tầng chip LED này. Ở đây nó cũng có hai tầng chip LED thì nó sẽ có đá màu khác nhau. Cái bóng này nó sẽ đưa ra ba dải màu. Thì cái phần này thì anh em thì thấy là nó cũng tương tự như cái phần của thằng B3 thôi. Đó, phần lưới tản nhiệt cực kỳ là dày. Ở đây họ cũng in một số các cái thông tin họ dán đây. Thì cái này khi anh em lắp lên xe thì anh em sẽ phải bỏ những cái phần này đi. Đó, có ba cái cọng lưới sắt cực kỳ là dày. Rồi, và phần tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần driver ở đây. Phần driver ở đây là họ làm cực kỳ là đẹp, đẹp hơn cái bóng B3 kia. Cái bóng này thì họ đã khắc chữ laser ở đấy rồi. Và 12V và 24V. Tháng 4 năm 2020, bóng này mới kín con luôn. Bây giờ mới là ngày 26, 27. Anh em nhé, 26, 27 tháng 4 mà cái này là ngày mùng tháng 4 năm 2020, mới kín con luôn. Và cái mã của nó đang là 7923. Đó, thì ở cái này nó sẽ là 7915. Đó, thì cái bóng này mỗi một bóng nó một series khác nhau ạ. Đó, thì anh em thì nhìn rõ. Và bây giờ là cái phần anh em mong chờ nhé, là mình sẽ test phần ánh sáng này cho anh em coi luôn và ngay bây giờ. Và bây giờ là mình sẽ test phần ánh sáng thực tế cho anh em coi. Và bây giờ là ánh sáng nó đang đạt là giải màu là 3000K, ánh sáng màu vàng chanh. Và mình tắt đi, mình bật lại. Và hiện giờ là ánh sáng nó đang là mức 4300K, ánh sáng màu ngà vàng. Thì chúng ta để như thế này thì anh em sẽ khó phát hiện này. Đó, thì bây giờ anh em thì thấy là nó sáng trắng, trắng xanh như đúng không ạ? Nó đã sẽ là màu 6000K. Và mình sẽ để như này thì anh em dễ phát hiện này. Đây đang là giải màu 4300K, ánh sáng màu vàng ngà. Đây là ánh sáng màu vàng trắng 6000K. Và đây là ánh sáng 3000K màu vàng. Đó, thì cái bóng này là khi anh em bật tắt thì nó sẽ tự động đổi màu. Và cái bóng này nó sẽ đổi màu cho anh em cả chế độ pha lẫn chế độ cốt anh em nhé.
Còn những cái bóng thường ở trên thị trường hiện nay nó sẽ chỉ có những cái phần bóng cốt, tóc cốt thì nó sẽ có thể đổi màu. Còn chưa thấy có một bóng nào là đổi được pha cả. Cái bóng này nó sẽ đổi được cả pha cho anh em. Đó, đây là mình đang để chế độ pha thì anh em thì thấy là nó phần ánh sáng của nó sẽ sáng cả trên lẫn dưới đúng không ạ? Đây là chế độ pha. Còn chế độ cốt thì nó sẽ chỉ sáng một nửa. Đó, ví dụ là mình đang để cái phần cốt nó ngửa ở trên này nó chỉ sáng được một phần thôi. Còn chế độ pha thì nó sẽ sáng cả hai phần luôn. Đó, thì anh em thì thấy nó sẽ đổi cho chúng ta cả hai chế độ là pha lẫn cốt, nó đều đổi được phần ánh sáng. Nên là cái phần này mình thấy cực kỳ là hay. Nếu như anh em đi ở những cái ngày trời nắng thì chúng ta có thể là đi cái phần ánh sáng màu trắng này. Đó, còn những cái ngày mà trời mưa mưa thì anh em sẽ đi cho chúng ta cái phần ánh sáng màu ngà này, cực kỳ là ok, bắt mắt cực kỳ luôn, anh em đi mưa cực kỳ là đẹp. Đó, và những cái ngày mà sương mù thì anh em có thể là đi phần màu vàng này, nó sẽ là ánh sáng phá sương. Ánh sáng phá sương này nếu như anh em mà đi vào trời mưa ấy thì nó sẽ gây khó nhìn anh em nhé. Đó, cho nên là cái ngày mưa thì anh em sẽ đi cái ánh sáng giải màu này là màu 4300K, nó sẽ là màu ngà vàng. Đó, cho nên là nó sẽ dễ nhìn trời mưa hơn. Còn trời nắng thì tất nhiên rồi, anh em cứ màu trắng đi cho nó đẹp, sáng sạch tinh tươm. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu như anh em có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình ấy, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp mình thì mình sẽ báo giá trực tiếp cho anh em, hoặc là anh em sẽ có thể là inbox Zalo của mình thì Zalo của mình sẽ phục vụ anh em 24/24, hoặc là mình sẽ cài cái mức giá này ở trên Shopee thì ở dưới cái link mô tả ở bên dưới thì mình luôn luôn để những cái sản phẩm của mình cũng như cái kênh của mình nó sẽ liên kết với nhau, thì anh em có thể kéo xuống cái phần comment ở bên dưới thì anh em sẽ nhìn thấy cái phần mô tả là mình sẽ để một cái đường link sang Shopee thì anh em có thể là đó đến đó để tham khảo cái sản phẩm này, cái mức giá cũng như là cái công cước vận chuyển. Thì hiện tại là bên mình đang có chương trình là hoàn xu 99% xu, hoặc là free ship đơn tối thiểu là từ 1.000 từ 150.000. Đó, thì anh em có thể là tham khảo trực tiếp ở trên cái link mình sẽ để ở dưới phần mô tả ở trên Shopee của mình. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.